chào tất cả các bậc phụ huynh cùng các bạn nhỏ của trường mầm non chất lượng cao 20 tháng 10. Hôm nay thời tiết thật là đẹp phải không nào? Và cô Huyền hôm nay sẽ hướng dẫn với chúng mình một món ăn rất ngon và bổ dưỡng đấy. Chúng mình sẽ cùng tìm hiểu xem đó là món ăn gì nhé. Cô Huyền ơi, hôm nay cô sẽ hướng dẫn với các bạn nhỏ món ăn gì nhỉ? Hôm nay cô sẽ hướng dẫn các mẹ món đó là món bò hấp nấm. À, đó chính là món bò hấp nấm. Vậy để làm được món ăn này thì chúng mình cần chuẩn bị những nguyên liệu gì? Nguyên liệu chính gồm có 300g thịt bò băm nhỏ, 50g nấm hương tươi, 30g cà rốt, 30g bí đỏ, hành khô băm nhỏ, nước mắm, gia vị, dầu ăn và đường. Nào, bây giờ chúng ta cùng chế biến nhé. Đầu tiên, cô cho nấm hương tươi vào thịt bò. Rồi ta cho cà rốt, tiếp cô cho bí đỏ, hành khô, sau đó cô cho dầu ăn này, gia vị, nước mắm, một chút đường. Sau đó chúng ta đảo đều. Và chúng ta bắt đầu viên. Viên xong, cô sẽ cho thịt bò vào. Cô sẽ hấp trong vòng 20 phút. Thịt đã chín, cô tắt bếp và bày thịt ra đĩa. Wow, vậy là món ăn bò hấp nấm đã thành công rồi đấy. Cô chúc các mẹ và các bé thành công món ăn tại nhà. Xin chào và hẹn gặp lại.